Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương bị nhồi máu cơ tim. Sau khi nhập viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán nghệ sĩ nhân dân Kim Cương bị nhồi máu cơ tim. Hiện nghệ sĩ đã qua cơn nguy kịch. Gia đình nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết đã đưa nghệ sĩ vào bệnh viện cấp cứu tại Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng khó thở. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết nghệ sĩ nhân dân Kim Cương bị nhồi máu cơ tim. Cách đây hơn 10 năm, nghệ sĩ Kim Cương đã có triệu chứng nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, khó thở. Trước nguy cơ tái phát bệnh, bác sĩ đã khuyên bà không được làm việc quá sức. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết sau lần nhập viện này, bà sẽ trở thành dành thời gian nghỉ ngơi. Dù còn nhiều công việc phải lo. Chiều cùng ngày, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương qua cơn nguy kịch, được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Nghệ sĩ tiếp tục điều trị tại bệnh viện cho đến khi sức khỏe ổn định. Trước đó, lần gần đây nhất gặp gỡ anh em, đồng nghiệp trong dịp giỗ tổ sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vẫn khỏe mạnh. Bà vui vẻ gặp lại đồng nghiệp cũ và nhận được nhiều lời hỏi thăm từ các nghệ sĩ trẻ. Bà cũng dành nhiều nỗi băn khoăn sân khấu hiện nay. Năm nay, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã 82 tuổi. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương xúc động khi gặp lại người con gái nuôi thương thương sau mấy chục năm thất lạc. Tôi vui mừng hạnh phúc mà cũng nghẹn nghẹn. Tôi cứ sợ mình ra đi mà không gặp lại nó. Được biết, trước đó một năm, vào tháng 12 năm 2019, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã liên hệ với Như Chưa Hề có cuộc chia ly. Nhờ tìm kiếm một cô con gái nuôi đã mất liên lạc 14 năm. Trong chuyến đi cứu trợ đồng bào tản cư ven biển Biên Hòa, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã nhận nuôi một đứa bé chào đời. Đây là chuyến đi cứu trợ cuối cùng của chuỗi hoạt động trong nhóm từ thiện gia đình tình thương do nghệ sĩ nhân dân Kim Cương quản lý. Đứa bé này là con của một người phụ nữ cũng đi tản cư mà nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vô tình gặp. Cô này đã có 5 đến 6 người con, đặt tên con nuôi là Thương Thương. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương lý giải vì bé được gia đình tình thương đưa về, xuất phát từ nhiều tình thương nên có tên như vậy. Bé được đưa về chăm sóc cùng con trai Toro của bà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.